Cảm ơn bạn đã lựa chọn Long Thể Thao. Xin chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Long Thể Thao xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Như vậy là đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã kết thúc trận đấu đầu tiên ra quân gặp đội tuyển bóng chuyển nữ Philippines. Và trước trận đấu này thì không ai ngờ rằng đội tuyển bóng chuyển nữ Philippines lại gây quá nhiều khó khăn cho đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đến như vậy. Và các cô gái vàng của chúng ta đã phải mất tới 4 xét đấu mới có thể giành được chiến thắng trước các cô gái Philippines với tỷ số là 3-1. Mặc dù đây là một chiến thắng nhưng có thể thấy là chúng ta đang mắc rất nhiều lỗi cơ bản, đặc biệt là khâu đỡ ớp bước 1 dẫn đến chúng ta có một trận đấu khó khăn như vậy. Ở tỷ số các xét như sau. Xét 1, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta đã thắng với tỷ số sát nút là 25-23. Trong khi đó, ở xét đấu thứ hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà chúng ta đã để lộ ra điểm yếu ở bước 1 và chúng ta đã để thua đội tuyển Philippines ở set thứ hai với tỷ số là 20-25. Bước sang set đấu thứ ba, chúng ta lại tiếp tục tạo ra những sự bất ổn nơi các cầu thủ đang đứng và khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng khi chúng ta tiếp tục thi đấu dưới sức của mình và để đối thủ dẫn trước tới 16-20 trong set thứ ba. Nhưng bằng những sự quyết tâm của các cô gái cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà tại nhà thi đấu Vĩnh Yên Vĩnh Phúc thì các cô gái Việt Nam đã lật ngược được thế cờ để vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và một lần nữa thì bữa hai đội lại mang đến một thế trận vô cùng hấp dẫn trong xét đấu thứ tư. Và cuối cùng thì cô các cô gái Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-1 có thể nói so với trận gặp Philippines ở giải ABC Championship Cup thì lần này đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thi đấu rất là bất ổn có những vị trí mà chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều. Và nói thêm trận đấu này nếu như không có sự xuất sắc của Bích Tuyền cũng như Trần Thị Thanh Thúy và Ngọc Anh thì chưa chắc đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta đã giành được chiến thắng trước đội tuyển bóng truyền nữ Philippines. Nhưng dù sao với chiến thắng này thì cũng sẽ tạo ra những cái niềm động lực, niềm khích lệ và niềm cổ vũ cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam ở trận đấu tiếp theo. Và các bạn đừng quên cổ vũ cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam của chúng ta ở trận đấu tiếp theo. Và trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ đấu với đội tuyển bóng truyền nữ Indonesia vào ngày mùng 3 tháng 8 nhé tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái video này ạ.